hôm nay tụi mình đi outlet Seattle Premium Outlet. Đó, cái mall này là nổi tiếng luôn á. Mall này outlet nổi tiếng. Em nổi tiếng nước Mỹ không? Cái outlet này có nổi tiếng nước Mỹ không? Không nổi tiếng nước Mỹ hả? Nổi tiếng Washington ta phải không? Armani kìa, hiệu Armani. Đèn nọt fake nữa kìa. Để tôi quay phái đoàn của tôi nè nè, phái đoàn của tôi đã. Outlet. Thấy nó sao sao vậy á, chứ mua trái túi đừng có giỡn. Đi cái ở Orlando ngày xưa rồi. Đâu có mua được cái gì đâu. Tại nó mắc mắc quá mà. Cái hiệu cho này nè cũng đẹp lắm nha. Biết tại sao đi về đồ này rẻ không? Tại biết nó mua chứ nào. Nó mua có. Về cái nói rẻ, đồ rẻ quá. Rẻ giờ nói mình mua thì mua bắt. Đúng rồi, cái tâm lý á. Không, em đi theo ông Tâm thôi à. Trong đây là chỗ ha, quần áo hả? Trời, up to 70% off, 30% off à. Buy to save. Buy to save. Cost. Tony nè. Nãy em đậu đây. Đó. Chiếc thứ ba còn được không? Nãy em kêu anh ở giữa này nè, nằm nằm ngay trung tâm giữa. Anh vừa chạy tới là tự động có con người ra. Phải đoàn mình đi shopping. Mà thường thường nha, may có đi shopping outlet rồi. Thấy vậy chắc cũng khó mua lắm. Tại vì á, trong này nó bán đồ hiệu không mà. Mà đồ hiệu thì mắc tiền, cho dù half price đi chăng nữa cũng còn thấy mắc lắm. Thank you, đi vô có thử em. Này là dạng thường thôi. 60% off coach. Bác này á 179 đồng. Này 129 đồng. Không đẹp ha. Mau quê kìa, nhìn quê. Cái này cũng được. Như cái khăn tròn cổ dài 100 đồng. Thấy không? Cho dù bây giờ off 50% hay nữa. 50 đồng cái khăn tròn cổ dài. Mắc quá, đúng không? Không có đẹp gì đâu. Bởi vậy trong này cũng khó mua lắm chứ không phải à. Có bóp à. 60 bút tả luôn, 159 đồng. 179 đồng. 179 đồng cái bóp nè, 60 bút tả luôn. Mát lắm, có rẻ. À, 60% off nha, mình thấy 60% off rẻ đi. Mà cái giỏ này là 550 đi. 550 thì cũng còn 250. 250 cái giỏ này. 6 không? Thôi, nói tóm lại đi vô cho vui thôi, chứ còn mua thì chắc không mua rồi đó. Con này nhiều chỉ mà nó chưa bắt được á, chưa bắt được luôn. Cái này rất là professional. Cái con này 195 đồng. Nghĩ sao mua con Mickey này mà 195 đồng. Nói tóm lại là Miley không có mua gì trong này được hết trơn á. Hay là Miley kẹo quá không biết. 60% off kìa. Cho dù 60% off vẫn còn mắc lắm anh. Mắc lắm.
Nè em nói 60% off à, lấy 60% off cho coi nha. 60% off, coi cái vỏ này đi. À, cái vỏ này à. Dạ, cho em coi. Nè. 670 mà 60% off. Mặc. Armani chain nè. Cái hiệu này cũng nổi tiếng lắm mà 50% off nè. Để coi vô thử. Khỏi vô đi ha. Không ai vô hết, mình vô cũng mất công. Thôi chúng em đi một vòng mua không được gì. Nói tóm lại là sao rồi mà vẫn còn mắc lắm. Tại vì chúng em tiết kiệm nên thành chứ em không mua được gì, even là outlet mall. Thôi go home thôi. Đi kia anh quay nè, vô đi kia anh quay được không? Sau khi loại đi kia anh quay cũng không có gì hấp dẫn hết. Tâm có thấy mua gì được không Tâm? Này là 89 đồng, 89 đồng, 30% off. Tâm không thích cái đó. Này là hộp với dáng mai nè, 129 đồng. Thôi nói tóm lại là mình không có duyên với outlet rồi. 15 đồng của em rồi. Mấy ông đi lấy xe rồi đi vòng. Đâu phải là muốn mua mà được đâu đúng không? Thôi tạm biệt Bi Kiên quay. Cái màu vàng này cũng dễ thương lắm. Cái vỏ bà cũng dễ thương không? Bi Kiên quay vỏ dễ thương à. Áo vàng hả? À, trống quá chị không dám mặc. Vậy mặc nó khoát mấy cái này vô nè. Nên mua. Quên, đi quay. 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 Đ